Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 2 tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài 160. Ôn tập về phép nhân và phép chia tiếp theo. Bài số 1 tính nhẩm. 4 x 5 là 20. 5 x 4 là 20. 4 x 5 cũng giống như 5 x 4 ha. 20 chia cho 4 còn 5. 20 chia 5 4. 3 x 4 là 12. 4 x 3 cũng 12. 12 chia 3 được 4. 12 chia 4 được 3. 4 x 2 là 8. 2 x 4 cũng là bằng 8. 8 chia 4 được 2. 8 chia 2 được 4. 3 x 2 là 6. 2 x 3 bằng 6. 3 x 2 cũng là 6. 6 chia 2 được 3. 6 chia 3 được 2. Đơn giản, khá đơn giản. Bài tiếp theo. Bài số 2. 2 nhân cho 2 là 4. 4 nhân cho 5 tiếp theo. 2 nhân 2 là 4 này. 4 nhân cho 5 là bằng 20. Như vậy ngay chỗ này người ta chừa hai hàng là có ý nghĩa gì? Là có nghĩa là 2 nhân 2 là bao nhiêu? Là 4 này. Nhân 5 chúng ta ghi lại nha. Nhân 5 là chúng ta ghi lại. Nè. 4 x 5 là 20. 30 chia 3 được 10. 10 chia 2 được 5. Chia 2 là chúng ta ghi lại nha. 4 x 7 là 28. Trừ 6 chúng ta ghi lại. 28 là trừ 6 là 22. 5 x 5 là 25. Ta cộng cho 15 chúng ta ghi lại. 25 ta cộng 15 là gì? 5 cộng 5 là 10, 0 nhớ 1. 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 1 là 4. 3 nhân cho 7 là 21. Trừ 12 chúng ta ghi lại. Ghi lại là đây nè, chúng ta ghi lại nè. 21 ta trừ 12. 1 ta trừ 2 không được, ta mượn 10. 11 ta trừ 2 là bằng 9. Ta trả 1. Được không? 2 ta trừ 1 còn 1. 1 ta trả 1 mới mượn nữa là hết. Không. 4 chia 4 là được 1. Cộng 25 chúng ta ghi lại. Nè, cộng 25 này chúng ta ghi lại này. 1 cộng 25 bằng 26. 3. Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em, mỗi em được mấy cái kẹo? Số các kẹo mỗi em được là nè, chúng ta cái hàng này chúng ta lấy này. Số cái kẹo. Cái mà chúng ta chia cho đều cho 4 em bằng 7 các kẹo. Đáp số 7 cái kẹo. Bài số 4. Có 28 quả cam chia đều các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả. Hỏi có bao nhiêu nhóm được chia cam? Bỏ. Số nhóm được chia cam là hai mươi tám quả mà chia cho mỗi nhóm được 4 quả bằng 7 nhóm. Bài nhớ. Bài số 5. 5 nhân cho máy được 5. 5 cho 1 5. 5 chia máy được 5. 5 chia 1. 5 cộng máy được 5. 5 cộng 0. Máy nhân cho 5 bằng 0.
0 nhân cho 5 bằng 0. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.